Em chào thầy. Thầy ơi, hôm nay thật sự em không muốn làm. Tại vì bây giờ em thích đi biển, em thích ăn bún cá. Trời nóng ha, nóng ai cũng muốn đi biển ha. Dạ. Hôm nay em rất là muốn ra biển, xong rồi ngồi ở biển ăn một tô bún cá thật là ngon. Nhưng mà mắc phải làm, nó không có đi được. À, bây giờ ở Sài Gòn ha, hay là đi ăn bún cá là khó đó ha. Dạ. Thì thôi bây giờ thì chỉ rồi nấu luôn ha, nấu nhanh rồi. Ừ, hay quá. Thực ra là hồi nãy em có hứa với quý vị khán giả, đặc biệt là những quý vị nào mà quê vùng biển, là hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn món bún cá. Em biết chắc chắn là thầy Y sẽ không bao giờ từ chối những cái yêu cầu về món ăn của em. Rất vui vì ngày hôm nay thầy lại trở lại với chương trình. Xin được giới thiệu với quý vị thầy Quốc Y, hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nest Bay. Rồi, chào các bạn. Và để có bún cá thì chắc chắn nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta phải có đó là cá. Nhưng mà đó là những loại cá gì và phải chuẩn bị sơ chế ra sao? Xin mời thầy sẽ giới thiệu cho em cũng như là quý vị khán giả. Nếu ở Đà Nẵng thì nơi mà người ta nhiều cá biển thì sẽ nấu là từ cá thu, thường là cá thu đó. Còn nếu Sài Gòn thì cũng có cá thu ha, mà nó các bạn lựa cá nó tươi thì nó ngon hơn. Ở biển thì nó dễ hơn là luôn luôn có cái nguồn cá tươi. Nhưng mà ở Sài Gòn thì chúng ta cũng phải có những cái mối quen, hoặc là cái nơi nào mà mình thường mua thì mình mới biết là cá nó có tươi hay không. Đúng rồi. Thì ở Sài Gòn thì thôi thì bún cá này thì muốn có cái chả cá nữa ha. Dạ. Thì đúng là chả cá thu á, ở ngoài biển thì nó mình có thể tự làm được. Dạ. Rồi thôi ở Sài Gòn thì mình dùng cá thác lát để mình làm chả. Dạ, cá thác lát. Sẵn thì có thể là xin thêm mấy cái xương rồi ha. Dạ. Đó, xương của cái cá thác lát để mình nấu, mình hầm. À, như vậy thì cái hương vị của bún cá nó sẽ rất là ngọt. Đúng rồi. Dạ. Và nó cũng rẻ nữa ha. Đây là cái giá thành nó thấp. Đó, thì cá thác lát người ta dùng cũng tươi lắm ha. Dạ. Tươi lắm thì mình về mình rửa thôi, rửa sạch. Dạ. Như vậy thì với chị em nội trợ chúng ta biết tính toán một tí xíu thì chúng ta sẽ cân đối, thay vì là dùng hoàn toàn cá thu thì mình sẽ chỉ sử dụng cá thu cho cái phần chính thôi. Còn để mà nấu cái nước xương thì mình có thể sử dụng cái xương cá thác lát, và đồng thời mình dùng thịt cá thác lát như là một cái món chả cá luôn. Như vậy là mình có đầy đủ mà không có tốn kém quá nhiều, mình có thể chế biến ngay tại nhà. Rồi. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm những cái nguyên liệu cũng như là gia vị phụ được không thầy? Ừ, đó, ngoài xương cá thác lát ha. Dạ. Rồi cá thu và chả cái cá thác lát được quét rồi ha. Dạ. Thì mình sẽ làm chả. Dạ. Thì mình sẽ nấu thì nó có kết hợp với cà chua với khóm ha. Dạ. Để nó có vị chua và mùi thơm. Rồi có hành lá ngò rí để cho vào tô bún. Dạ. Và rau ăn kèm là thường là mình dùng cái bắp cải ha, mình sẽ bào cắt nhỏ ra. Dạ. Và kèm với rau thơm đó là như rau chấp cá hay là rau húng cây trong ha, húng cây và giá. Dạ rồi. Và nêm cũng trong món này thì sẽ nêm muối rồi bột canh ha, rồi dạ. Đường phèn. Dạ. Dạ, và thầy có hành tím để phi cho thơm ha. Cũng như là mình có tí màu đường để cho nó dầu đường để cho nó vàng vàng ha. Dạ, nhìn rồi. Bây giờ thì bước đầu tiên là mình sẽ làm cái gì trước ạ? Rồi, trước hết là mình rửa cá cho nó sạch ha, rửa cá. Nếu mình không nấu ngay thì mình rửa xong mình cắt tủ đông. Dạ. Còn nếu mà rửa xong mình có thể nấu liền được. Dạ. Thì mình cho toàn bộ cái xương cá vào ha, vào nồi mình. Đấy. Rồi hôm nay thì cũng nấu khoảng là 5 lít ha, 5 lít. Dạ. Thì mình sẽ cho khoảng 5 lít rưỡi nước để cho nó trừ hao ha, trừ hao. Cái phần xương cá khoảng 1 kg hả thầy ha? À, thầy dùng 1 kg đến 1 kg rưỡi ha. Dạ. Và 5 lít nước. Dạ. Mình thầy sẽ nấu 5 lít thành phẩm ha. Dạ. Rồi cho trừ hao chút ha, 5 lít rưỡi để cho nó. Ừ, dạ. Khi mà nước nó sắc xuống thì còn đúng 5 lít. Dạ. Các bạn nhớ là từ khoảng 1 kg cho đến 1 kg rưỡi xương cá với 5 lít rưỡi nước thì mình sẽ cho ra thành phẩm là 5 lít nước dùng từ xương cá. Về trong thời gian mình chờ hầm ha, hầm thì mình sẽ chuẩn bị cái file ha, cá để mình. Và mình sẽ lóc lấy cái phần file và bỏ xương. Đúng rồi. Dạ. Bỏ xương đi. Rồi miếng cá thu này mình sẽ hấp ha, hấp thì nó ngon hơn. Dạ. À là mình hấp riêng chứ không có cho vào trong nước. Hấp. Dạ.
Rồi cái chả cá thì mình sẽ chiên ha. Cái chả cá thì mình sẽ chiên. Tại sao mình lại hấp riêng mà không cho vào trong nước luôn thầy? À, hấp thì nó ngọt hơn. Mà mình cho riêng vào trong cái tô thì nó tốt hơn. Dạ. Cho vào nước có thể mình nó bị ra cái chất ngọt. Đúng rồi, nó phải rã cái okay. Rã cái miếng cá này. Dạ. Rồi bây giờ mình xin lê cá ra ha. Rồi thịt cá này mình chút mình sẽ ướp và hấp lên ha. Hấp lên cho nó từng miếng vậy. Em cũng là người miền Trung á thầy. Cho nên là em cũng khá hiểu là miền Trung thì hầu như nơi nào cũng có biển hết. Và nguồn cá thì rất là nhiều. Cho nên là ở miền Trung thì có rất là nhiều cái món mà người ta biến tấu từ cá rất là ngon. Thì đó cái cá có thể dùng là nấu bún cá ha. Bún cá rồi bánh canh có thể ha. Bánh canh có thể. Rồi trong Sài Gòn cũng có hủ tiếu cá nữa ha. Hủ tiếu cá nữa. Rồi cho thầy cái muỗng ha. Mình thì thầy sẽ cho chút dầu ha. Dầu vào. Nếu mà dầu hành còn tốt ha, mình rồi cho một ít tiêu ha, để mình ướp cá nó. Rồi mình cho tí bột canh ha, bột canh cho đi mét á ha, mình trộn. Mình trộn rồi. Rồi mình sẽ hấp cái cá lên ha, hấp. Mình ướp trong bao nhiêu phút mới hấp hay là để hấp liền cũng ha, mình để hấp liền không cần phải. Rồi cá phi lê cá ha, thầy trộn xong á là bây giờ cho vô hấp ha. Mình hấp. Rồi. Mình hấp trong bao lâu thầy? Mình hấp cũng khoảng 25-30 phút. Dạ, để cho cá chín hẳn luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì mình đợi cái nước sôi ha, mình hãy thay đổi cho chị nó. Dạ. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ làm gì nữa à? Tiếp theo là làm chả ha, chả cá. Đó, chả cá mình ghép rồi ha, thì bây giờ mình nêm ha. Dạ. Đó, mình nêm tiêu. Rồi một canh ha. Dạ. Canh nêm chút ha, rồi nêm ít đường ha, ít đường cho nó. Dạ. Đó, rồi mình sẽ đánh ra, ghép ra. Dạ. Mình trộn đều rồi ghép. Cái cá thác lát này mình càng quét kỹ thì nó sẽ càng dai. Đúng rồi. Dạ. Cái này mình nên quét xong mình nên để trong tủ đông khoảng nửa tiếng á, thì sau đó mình đem ra mình làm từng miếng á thì nó ngon hơn. Nó sẽ dai hơn hả thầy? Nó dai hơn, nó giòn hơn. Ồ, dạ. Rồi mình cho tí dầu vào đây, vào cái tô, cái đĩa để mình nó được cái dính ha. Dạ. Dính thì mình à, giờ thì quét ha, quét cái thì mình làm từng miếng chả ha, miếng chả. Thì thể mình nó dính á, mình cho tí dầu để rồi, sau khi mình quét xong ha, quét xong thì mình chiên lên, chiên cái chả lên. Nếu mà các bạn nào ở miền Trung á, mình ở ngay tại biển thì mình rất là dễ dàng để kiếm được những cái nguồn mà mua cái chả cá nguyên chất của người dân địa phương tự làm. Nhưng mà ở Sài Gòn thì thật ra là có nhiều chỗ bán nhưng mà không phải là chỗ nào cũng là chả cá nguyên chất và mình cũng không biết được là cái chả có ngon hay không. Cho nên tốt nhất là mình hãy dành thời gian tự làm. Và như thầy Y gợi ý thì mình có thể không có cá thu, không có cá ngừ thì mình sẽ sử dụng cá thác lát là một trong những cái loại cá rất là quen thuộc, cá sông của miền Nam. Cá thì nếu mà mình quét kỹ tại nhà thì chắc chắn là nó cũng sẽ có được cái độ dai giống như là chả cá. Bây giờ thì mình sẽ chiên cái phần chả cá này. Mình cho vào khi mà dầu chưa có nóng lóng luôn hả? À, chưa nóng được đưa vào cũng được ha, nó không sao hết. Tên đen đen, như vậy là chúng ta đã có món chả cá thác lát rất là thơm và rất là hấp dẫn. Dạ, bây giờ em không biết là cái nước dùng đã được chưa thầy? Nước dùng mình sẽ hầm khoảng từ khi sôi á, nó khoảng 3-40 phút ha, mình hầm 30 phút. Dạ.
Sau đó mình để khoảng 10 phút thì nó lắng xuống. Rồi sau đó mình lọc ra. Dạ. À, lọc ra mình lấy nước mình xin lên. Rồi bây giờ sau khi cho cái chiên xong mình sẽ là lấy cái hấp ra ha, cái hấp. Đó như vậy nữa, hồi nãy là mình hấp khoảng 25-30 phút ha. Dạ. Rồi mình sẽ lấy ra. Hấp thì nó cá hấp nóng hổi mà lúc mình ướp á có gia vị cho nên khi mà ướp xong rất là thơm. Bây giờ thì mình sẽ lọc cái phần nước dùng hả thầy? Dạ, bây giờ mình sẽ phi hành ha, phi hành. Dạ. Thầy chuẩn bị khóm với cà chua nữa ha. À. Trước khi mình rồi sau đó mình lọc cái nước dùng. Dạ, bây giờ thì sau khi cá xong ha, mình sẽ phi hành. Hành phi ha. Mình cho dầu hồi lúc lưỡi được ha, không cần phải nóng đâu. Dạ. Phi hành. Phi này mình sẽ cho vào trong cái nước dùng luôn ạ. Đúng rồi, cái nước dùng mình cho dầu hành. Dạ. Rồi hành phi cho vào tô ha, mình sẽ lọc. Thì phi hành mình lửa vừa thôi ha, mình lửa vừa thì cứ lớn quá. Dạ, lửa vừa thôi. Để cho nó. Đó, mình sẽ để thơm lên ha, thơm mà nó vàng lên. Mà cái nước cá mình nấu á thì lửa nhỏ thôi ha, đừng có nấu lửa lớn quá, lớn quá nó sẽ đục cái nước. Và nên mở nắp ha, mở nắp thì nó bớt cái mùi đi. Và trong nước mà cá tươi á thì cái mùi cá nó vẫn là cái mùi đặc trưng nhất của cái bún cá. Cái độ vàng nó rất là vừa và đó nó vàng vàng á, thì mình tắt lửa ha. Dạ. Chứ đừng có đợi vàng hãy tắt thì nó sẽ có bị đen ha. À, dạ. Đen nó cháy rồi. Dạ, bây giờ thầy chuẩn bị mấy cái rau củ ha. Dạ. Thì ở đây mình có nhất là hành lá và rú chứa ha, hành cắt để cho vào tô bún. Dạ, cái lưỡi giò này, cái thân giò này ha, thì mình có thể cho vào cái nồi nước lèo ha. Dạ. Chứ mình cột lại, mình cho vào. Thì để đỡ đây ha. Dạ. Rồi, thân giò thì mình sẽ cắt ha, cắt. Dạ. Cắt cho nó. Mình cắt trộn ha, tức là ha. Dạ. Giữ lại cái đầu hành luôn ha. À, đầu hành cắt luôn ha. Nó... Rồi tiếp tục ha, mình sẽ cắt hành ngò xong mình cắt cà chua ha. Dạ. Cắt về dạng búi câu ha, búi câu. Rồi cũng chơi mình lọc bớt cái bỏ bớt cái hạt đi ha. Dạ. À, em bỏ bớt hạt em cho vào. À, tiếp tục ha, xong cà chua cái mình khóm ha, khóm. Dạ. À, mình cho cái cùi đi ha, rồi mình cắt thì khoảng 5 lít mình cho khoảng 1/4 trái được rồi ha, đừng có cho nhiều quá nó sẽ phá cái. Dạ. Hoặc 1/4 thôi, này tới nửa trái thì bỏ để lại bớt. Dạ. Bún cá thì không thể nào thiếu cái vị chua thanh của cà chua cũng như là của thơm. Ừ. Phối hợp lại khóm nó cũng tạo cái nó khử cái mùi tanh của cá đó ha. Dạ. Rồi tiếp tục thì cái gói rau á mình sẽ có cái trên thì có bắp cải ha, bắp cải là cái đặc trưng của cái món bún cá. Đây, mình cắt mỏng ra. Dạ. Cắt mỏng ra. Rồi xong bây giờ ha, rau mình xong rồi ha, mình sẽ cắt chanh. Dạ. Chanh bún cá sẽ ăn với cho chanh vào ha, thì ăn nó thanh ha. Dạ. Và thường người Trung thì ăn có cái hành chua ha, hành tím ngâm chua đó. Dạ. Ở người Trung hay ăn vậy. Ở Sài Gòn thì thôi cho chanh vào thôi. Dạ. Chanh thì có thể cho ớt hoặc là tiêu. Dạ. Đó, nước xương cá em ha, hầm
khoảng 30 phút ha, 30-40 phút thì mình sau đó mình lọc, lọc ra. Em phải chận ha. Dạ. À, sau đó mình em chận cái bỏ vô, bỏ vô. Vậy là mình sẽ có thành phẩm là 5 lít nước dùng từ xương cá. Đúng rồi. Dạ. Cái này từ heo khoảng 5 lít rưỡi ha, mình còn mình sẽ còn 5 lít. Thôi lọc xong ha, thì mình đun nước ha, cho nó sôi ra, rồi trong thời gian thì cân gia vị ha. Dạ. Thì nên là 5 lít nước dùng á, thì mình sẽ dùng muối á, là mình nêm sẽ là 40 gram ha. Muối 40 gram. Rồi, muối 40 gram ha. Rồi sau đó đường phèn là 75 gram. 40 gram muối. Muối, à đường phèn là 75. 75 gram đường phèn. Thì mình có thể ăn mình chỉnh mặn hay là ngọt á, tùy mình ha. Dạ. Thì cái mức này là mức trung bình ở cái người Sài Gòn ha. Dạ. 75 gram. Và bột canh là 25 gram. Canh 25 gram. Rồi nước mắm ha, nước mắm là một canh đấy là mình cũng dùng cho lên mét ha, nước mắm thì cũng dùng cho lên mét. Dạ. Nước mắm là 40 gram. Em thấy là trong gia đình mà nếu mình có một cái chiếc cân nhỏ như thế này, nó rất là tiện luôn. Thì đó, thầy dạy hướng dẫn các bạn là nó có cái cân định lượng á, thì các bạn là nêm được ha. Dạ. Đó rồi mình cho dầu điều ha, dầu điều thì có màu ha. Màu nhẹ thôi, mình cho khoảng 15 gram thôi. 15 gram nước màu điều. Ừ. Dầu điều ha, nó là dầu điều. Dạ. Rồi mình cũng cho thêm một ít dầu hành ha, dầu hành. Dầu hành. Cho thêm cái muỗng khác ha. Dạ. Mình cho khoảng 40 gram ha, 40 gram. Dạ. Để cho nó có tạo mùi thơm ha, mùi thơm từ dầu hành để mình phi á. Dạ. Rồi. Rồi. Đó thì cân xong hết ha, cái gia vị cũng như là dầu hành, dầu điều ha. Dạ. Đó thì cho vào trong nồi nước xương cá mà mình đã nêm. Đã hầm á ha. Rồi mình quậy lên nó tan ha, tan sau đó mình thử lại nó vừa chưa. Dạ. À. Em nghĩ là với một cái cân nhỏ như vậy, mình đã có công thức rồi thì mình đôi khi không cần nếm lại, mình cũng sẽ biết là nó vừa. Rồi thì ha, khóm ha, khóm thì cho khoảng 1/4 trái ra ha, trong và cà chua. Chua sắc với cau rồi mình cho vào luôn. Dạ. Ta cho hai cái này nó vị vào trong cái nước. Dạ. Rồi mình nấu khoảng 5 phút đến 10 phút thì sau đó mình có thể dùng được. Dạ. À, bây giờ mình sẽ chuẩn bị ha, cái để múc. Dạ rồi. Như vậy là tất cả các thành phần nguyên liệu của món bún cá đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ thì mình sẽ trình bày ra tô hết thầy. Đúng rồi ha. Thì đã chuẩn bị để sẵn ha. Rồi chuẩn bị một cái nồi nước nóng để mình trộn bún ha. Dạ. Rồi bây giờ lấy cái tô ha. Dạ. Một ngày cuối tuần ở nhà mà mẹ vào bếp để chuẩn bị như thế này, rồi các con đứng xung quanh và chờ đợi để được thưởng thức một tô bún cá, thì Hương nghĩ cũng rất là tuyệt vời. Không cần mình phải đi đâu xa hoặc là phải đi ra biển mới được thưởng thức. Rồi đó, trộn xong ha. Thì nãy mình cho chả cá. À, chả cá. Rồi hai miếng cá ha, hai miếng cá hấp. Rồi cho ăn nước lèo vào. Dạ. Yeah. Thế mình cho vài hai lát cà chua ha. Yeah. Vài lát khóm nữa cho nó. Đó, à, sau đó mình thả hành ngò tiêu vào ha. Dạ. Yeah. Cảm đẹp thì không cho nó che ha. Dạ. Thì tiêu. Dạ.
Hình như cái hành phi nữa ha, hành phi nữa. Như vậy là đã hoàn thành một tô bún cá đúng chuẩn kiểu miền Trung. Bây giờ thì Hoài Hương sẽ thử ngay để xem hương vị của nó như thế nào. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một tô bún cá đúng chuẩn miền Trung. À, nhưng mà còn thiếu một tí xíu chanh và ớt nữa. Đúng rồi, em cho chanh ớt vào ha. Tại vì người miền Trung thì hầu như là ai cũng ăn cay hết. Em cho khoảng 2 lát chanh vào ha, thì nó sẽ thanh thôi. Dạ. Bây giờ em sẽ thử cái phần nước trước ạ. Cá hấp thì nó ngọt ha, nó ngọt tự nhiên thôi. Yep. Còn cá chiên á thì chả cá thì nó giòn mà nó dai mà nó thơm ha, thơm. Quý vị có biết Hoài Hương đang ở đâu không ạ? Hoài Hương đang ở một vùng biển của miền Trung và thưởng thức một tô bún cá chuẩn vị miền Trung. À, thầy ơi, cái nước của bún cá nó rất là thanh và đặc biệt là khi mà cho thêm chanh vô thì nó có một cái vị chua kích thích vị giác, ăn rất là dễ chịu và bắt miệng nữa. Ngoài ra thì em rất là thích cái phần cá thu á, thầy hấp và thầy có cho một chút xíu gia vị nên khi ăn nó giữ nguyên cái độ ngọt cũng như là nó thấm cái vị. Mình ăn mình cảm thấy rất là ngon. Cái phần cá chiên thì khỏi phải nói rồi, vừa thơm thơm giòn giòn và cái cá nó cũng rất là dai nữa. Có thể nói rằng là đây là một cái món bún tổng hòa hương vị sắc và đặc biệt là cả tình cảm mà chúng ta hướng về quê hương miền Trung với những người con của miền Trung, đúng không ạ? Hy vọng là quý vị sẽ thực hiện món này thành công tại nhà. Xin được cảm ơn thầy Quốc Y đã hướng dẫn cho em cũng như là quý vị khán giả một món rất là ngon. Và lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một món nữa được không thầy? Rồi, thầy đồng ý. Dạ, cảm ơn thầy một lần nữa. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Đừng quên để lại những bình luận, những ý kiến của quý vị để giúp chương trình ngày một tốt hơn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hoài Hương phải nói lời chào tạm biệt, nhưng không quên cảm ơn nhãn hàng Jolie Made Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc 16 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Khám Phá Bếp Việt.